sao em nói lớn lớn dạ. À, gọi đi gọi đi được rồi, rồi đây chị nói lớn là được rồi, có biết mà có biết chủ yếu là cái sắc sắc khoan cho anh ngắt lại xíu em cái sắc quẩn á, sắc quẩn đó là em có thể giải thích cho bà con mình hiểu cái sắc quẩn đó được không? Sắc quẩn thì nó thuộc về thọ tưởng hành thức. Cái cái chỗ chấp ngã cũng có nhiều người ta không hiểu em. Chỗ chấp ngã ví dụ như mình chấp ví dụ mình chấp cái ly đi ví dụ như cái ly nước đó đi, giờ mình chấp cái ly nước đó, cái ly nước thì đó là cái ly mình uống rồi nó hết. Ví dụ mình chưa có để cái ly nước này là không có gì đâu, đó là không trạng thái tông, để ly nước lên là nó có cái ly nước. Ly nước ở đây là cho gì mà hợp thôi. Cho mình để lên nó mới có. Đúng chưa? Hay quá. Rồi mình lấy ra nó có. Ví dụ mình cái ly nước là nó có sẵn này. Ví dụ trước khi là không có cái nước này là nó là cái ly không, nó đâu có nước là chẳng thấy không. Thì khi mình uống hết, ví dụ mình uống hết đi là cái này cái ly không, thì có phải là cái do chi mà mình để vô thì nước nó mới có tôi uống để hết rồi, có phải là nó nhận thấy là do mình đắp nước vô thì nó là nhã có thôi, chứ thực chất nó đâu có, do gì nước không mà cái ly không nó có nước đổ vô uống hết rồi thì nó sẽ hết. Thì bây giờ cái ly nước hết rồi, nó có thiệt không? Không. Là chẳng qua nó là duyên hợp. Duyên rồi. Sắc quẩn là do duyên hợp. Đúng chưa? Duyên hợp là ví dụ như là nãy tôi nói rồi đó. Cái thế gian này chạy theo mài sắc danh thực thì đó ha, thì chạy mình là sanh thì dịch, cái đó là có thật. Ví dụ cái nhà này nó có thật thôi, đúng chưa? Thì nó do cái sanh thì thấy là thật, chứ thật chất nó không có thật. Trước kia nó là bản chất sống mà nó không có nhà cho con người mình cất lên, thì cất mình cất lên rồi cất thành bão một ngày nào đó thì chó nó sẽ ngã thôi, như vậy không? Thì đó nhà này đâu có thật không? Giống con người thôi, thì cái gì chẳng thấy không mà không? Thấy điều đó không? Thì cho con người mình chấp cái thế gian này có thì có thì cái gì có thì có thì có cái biết cái gì chẳng thấy không? Nếu như ví dụ bây giờ anh chủ tôi đi ha, nhỏ nè, nếu là anh cũng sang
mình hay gì đó. Còn cái tâm nếu như mình không suy nghĩ nữa, thôi ai nói gì nói vậy đó, cái đó là giả tạm thôi, do duyên mà hợp thôi, thì mình đâu có quan tâm tới, thì mình cái tâm mình đâu có suy nghĩ tới, thì cái tâm mình có an không? À. Có trở về dự kiến không không? Chưa? Đó, chỉ nói cái đẹp có gì khó. Bây giờ tôi nói như vậy rồi, quý vị cứ làm như vậy đi rồi. Ta nói chuyện đây, ta trở về dự kiến không chứ? Là mình tâm mình đâu bất an. Mà cái tâm mình đi đã an rồi, mình trở về. Cái vị trí thanh tịnh này là cái tâm mình đã thanh tịnh rồi, cảnh vật xung quanh mình nó sẽ thanh tịnh. Mà khi có một người nào đó họ nhớ đến cảnh vật, mình sẽ biết cái gì đó. Nha, ví dụ là tôi ngồi đây, có cái anh đó là họ nhớ cái bắt đầu đi quán cá thì thấy ông này không có cái ví dụ cái giò có ví dụ một chồng đó quạnh cũng quạnh ta nghe rồi biết rồi, nhưng mà cũng có nói tại vì mình nói ảo thật sự khi ảo đó ông không có thôi nghe rồi. Nghe là ổng hiểu rồi, không nói mình anh kia nữa. Nhưng mà khi mà trở về nó tình 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 nghe hết thì biết hết rồi. Cái cảnh vật bên ngoài thì nghe luôn đó nha. Sao có nghiệp gì thì biết luôn nha. Cái khi ổng ngồi kế bên đó là mình có cảm nhận là quỷ vô thường đó, ở sát bên hay gì vậy? Thì nó xung quanh nó gần ổng mà. Nó gần ổng rồi bắt đầu tôi mới nói chuyện ông nào có tuổi gần đó mà ông không nói ông ta, mình nói thì nó kia ông không tin sao, cho nên đâu dám nói. À, vậy là cái ông đó là có quỷ vô thường theo sau lưng. Bây giờ mình không có gì quỷ vô thường nó gần đó, cái kiểu nó sinh mạng nó sinh nói rồi. Bây giờ với bằng không thì cái đó không có bút rồi à, thì cái là mình biết không rồi, thay đổi là mình rồi, thì thay đổi mình thì cũng ví dụ mình học đi, cái là kiệt mình nó đẩy đường đi nó giảm thì cái là ví dụ mình hay quá à. À, cho anh hỏi xíu ha, cái cơ duyên sao mà em biết tới Phật pháp mà em nói pháp hay quá vậy? Mình thì không biết sao mà nói là cái gì tìm tòi cái gì nó thỏa mãn cái lòng của mình, như là cái mà tôi nghe cái bài pháp nó có lòng thỏa mãn cái gì đó, nó sâu xa hơn, nó nhiệm màu hơn, thú vị diệu hơn, thấy không? Ví dụ là giống như mình muốn cái gì đó nó cho giải thoát cho mình vậy đó. Mà cái nhân duyên á, cái nhân duyên như thế nào mà em biết tới được cái Phật pháp, rồi cái sư phụ là cái vị nào em có thể cho mọi người biết? Chưa được gặp. Mà sao em nói những cái câu cao siêu không có gì hay quá gì? Tại vì á, em niệm Phật ha. Tự biết luôn. Chưa có đặt được cái Phật sư nào. Tại vì trong lòng của mình không có thầy chỉ dạy, có Phật sư để mình học hỏi mà chưa tìm được.
chị có thể cho khán giả và mọi người biết á là mình niệm phật gì để mà mình có thể là thấu hiểu được, để khai trí mình á, mình niệm phật gì? Niệm phật hả? Dạ. Phật để khai mở trí tuệ đó. Goodbye.